Tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, các xã Phú Thuận A, Phú Thuận B và Long Thuận ở vùng Cù Lao đón con nước trễ hơn so với các xã biên giới. Những ngày qua tranh thủ con nước đạt đỉnh, các xã này đóng cống để trữ nước trên đồng nhằm đảm bảo đất ruộng được ngập nước, rửa trôi mầm bệnh, tạo điều kiện cho vụ sản xuất đông xuân. Tổng diện tích của các xã hơn 3.600 hectare, trong đó khu vực sản xuất lúa hơn 2.000 hectare để trữ nước trên đồng, các địa phương đã đóng cống. Cách làm này đã được duy trì thực hiện từ nhiều mùa nước nổi trước. Thời gian đóng cống trữ nước kéo dài trên 2 tháng. Mực nước hiện tại từ 1,5 m đến 2 m, tùy vào khu vực gò cao hoặc trũng thấp. Mực nước này vừa đảm bảo cho đất được rửa trôi mầm bệnh, cải thiện sự màu mỡ, vừa tạo thêm sinh kế để người dân mưu sinh theo con nước, tăng thêm thu nhập. Theo các địa phương, tùy vào tình hình thực tế của mực nước, dự kiến thời gian mở nắp cống thoát nước để nông dân cày xới xuống giống vụ mùa mới từ ngày 5 tháng 11 năm 2024.